Xin chào các bạn đang theo dõi video, và hôm nay mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm camera EZ Vid, nó là C8C. Và cũng có rất nhiều các bạn cũng có hỏi về chiếc camera EZ Vid này có những tính năng gì. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái chiếc camera EZ Vid C8C này. Và hiện tại thì ở đây trên tay mình đây là cái sản phẩm C8C mà mình đang muốn giới thiệu cho các bạn. Và mặt trước của cái vỏ hộp của chiếc camera nó là thể hiện nó là lượng 2K cộng, và mã sản phẩm nó là C8C, và các tính năng quay quét trái phải lên xuống 360 độ, và theo dõi tự động thu phóng và phát hiện dạng người và xe và báo động còi và đèn của chiếc camera. Và đây là cái sản phẩm của EZ Vid, và hiện tại thì đây là một cái sản phẩm đang được bán chạy. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn các tính năng của chiếc camera, giới thiệu các tính năng chi tiết của sản phẩm này. Và hiện tại thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn các tính năng của sản phẩm này này. Chiếc camera này thì là độ phân giải nó là 42K và phát hiện dạng người và xe và theo dõi ngày đêm có màu của chiếc camera và đảm thoại hai chiều quay quét trái phải lên xuống của chiếc camera. Và xem hồng ngoại là 30 mét. Và chiếc thiết kế của chiếc camera này là chịu được mưa nắng. Và chuẩn video nó là H265, và lắp đặt và cài đặt đơn giản của chiếc camera này rất đơn giản nhé. Và hỗ trợ lắp thẻ nhớ đến 512GB hoặc là lưu trên cloud hoặc là lưu trên đầu ghi. Và lưu ý lưu trên đầu ghi thì các bạn phải cùng một cái giải mạng thì các bạn sẽ mới cài đặt cho lưu trữ được. Và các tính năng thêm thì là chiếc camera này là chủ động phòng vệ bằng còi và đèn và theo dõi tự động thu phóng. Thì là các tính năng của chiếc camera EZ Vid C8C. Và bên sườn của cái sản phẩm này thì thể hiện là chiếc camera này thì theo dõi chống trộm cho các bạn và theo dõi người và xe, và auto checking là theo dõi tự động thu phóng. Và đằng khu vực này là phần tem sản phẩm thể hiện nó là mã sản phẩm và ống kính của chiếc camera này là ống kính 4. Đấy. Và serial của sản phẩm. Đây là mình giới thiệu cho các bạn các tính năng của chiếc camera EZ Vid C8C. Và sản phẩm này thì hiện tại C8C thì có khoảng 2-3 năm trước thì hãng có sản xuất, và hiện tại thì khoảng năm nay thì hãng đã sản xuất lại cái mã này và được cải tiến nhiều cái tính năng thông minh và thiết kế của chiếc camera này nhỏ gọn hơn. Và chiếc camera này thì đang được giá ưu đãi, hiện tại thì nó khoảng dưới 1 triệu thì các bạn đã có một chiếc camera an ninh chống trộm. Và hiện tại thì đây là cái sản phẩm đang được bán chạy để dùng để chống trộm. Và quý bạn cần tư vấn hay cần hỗ trợ lắp đặt chiếc camera EZ Vid C8C này thì bạn comment nhắn tin Zalo ngay số điện thoại mình để bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và nút chuông để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích. Và ngoài ra các bạn cần tư vấn hay cần hỗ trợ về kỹ thuật của những chiếc camera EZ Vid hay EML hay là các hãng khác thì các bạn cứ nhắn tin giúp mình. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Và quý bạn cần tư vấn thêm hay là cần trải nghiệm thực tế của chiếc camera EZ Vid C8C này thì bạn có thể qua 131 Lê Thành Nghị để cùng nhau trải nghiệm và tìm hiểu về sản phẩm EZ Vid này. Xin chân thành cảm ơn quý bạn và rất mong quý bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và nút chuông để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích. Xin chân thành cảm ơn các bạn, hẹn quý bạn ở video tiếp theo.